chào quý vị. Quý vị đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bây giờ là thời gian của bản tin kinh tế và tài chính. Sau đây là một số tin đáng lưu ý. Mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi phần nội dung chi tiết. Khoa học và công nghệ cải thiện năng suất doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tiêu thụ cá tra thị trường nội địa. Thủ đô Berlin của Đức áp đặt lệnh giới nghiêm khoa học và công nghệ có vai trò quan trọng để doanh nghiệp vực dậy trong bối cảnh hiện nay. Thưa quý vị, đó là khẳng định của các doanh nghiệp, chuyên gia và nhà quản lý tại hội thảo thúc đẩy năng suất doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh đại dịch COVID-19 dựa trên nền tảng đổi mới khoa học công nghệ và cải cách quy định hành chính do Bộ Khoa học và Công nghệ và Hiệp hội doanh nghiệp phối hợp tổ chức. Hội nghị được tổ chức nhằm mục tiêu góp phần tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động sớm phục hồi sản xuất kinh doanh, việc làm, từ đó góp phần đưa nền kinh tế tăng trưởng trở lại Tại hội nghị, các chuyên gia tập trung chia sẻ về các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó góp phần tăng năng suất, kinh nghiệm trong lộ trình cải tiến năng suất, chuyển đổi số và sản xuất thông minh. Hiện nay, nhiều chương trình hỗ trợ của nhà nước đã được triển khai như chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030, kế hoạch tổng thể thúc đẩy năng suất quốc gia dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, cùng nhiều chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ Tuy nhiên, theo đại diện nhiều doanh nghiệp, việc tiếp cận với những hỗ trợ của nhà nước còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, hội nghị lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục là kênh chia sẻ thông tin hữu hiệu và cầu nối tích cực giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước. Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo thông tư quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị cấp nước, cơ quan quản lý thực hiện thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của khách hàng sử dụng nước. Cụ thể, khung giá nước sạch sinh hoạt áp dụng cho bán buôn và bán lẻ nước sạch đã bao gồm thuế giá trị gia tăng được quy định như sau. Hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh, khu vực đô thị và khu công nghiệp giá tối thiểu là 3.000 đồng một mét khối và tối đa là 18.000 đồng một mét khối. Hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh khu vực nông thôn giá tối thiểu là 2.000 đồng một mét khối và tối đa là 11.000 đồng một mét khối công trình cấp nước phi tập trung, công trình cấp nước nhỏ lẻ, công trình cấp nước tự chảy, giá tối thiểu là 500 đồng một mét khối và tối đa là 11.000 đồng một mét khối. Thưa quý vị, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 3 tháng cuối năm được dự báo chỉ đạt khoảng 2,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số dự báo vừa được hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam đưa ra, trong đó tôm tăng 9% đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, cá tra giảm 31% đạt 365 triệu đô la Mỹ các mặt hàng hải sản khoảng 854 triệu đô la Mỹ, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân là bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp tại các thị trường cũng như xuất hiện trở lại ở cộng đồng trong nước. Điều này khiến ngành thủy sản chưa thoát được cơn khủng hoảng suy giảm do nhu cầu thấp, nguyên liệu chế biến giảm. Quỹ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức họp báo về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn quý 3, trong đó nhiều vấn đề liên quan đến xử lý các sai phạm của bán đảo Sơn Trà, dự án Đa Phước được thông tin thêm. Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến vấn đề yêu cầu thu hồi dự án đa phước và yêu cầu chuyển hồ sơ để điều tra sai phạm hai dự án tại bán đảo Sơn Trà của Thanh tra Chính phủ. Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường cho biết dự án đa phước không nằm trong 4 trường hợp thu hồi dự án và hiện việc gỡ dướng cho người dân trong dự án này vẫn còn nhiều khó khăn. Theo cái quy định về thu hồi dự án, thì bốn cái điều kiện quy định để thu hồi dự án thì chúng tôi đấu chiếu thì hiện nay thì nó không rơi vào bốn cái trường hợp để chúng tôi thu hồi dự án. Tuy nhiên chúng tôi sẽ có tất nhiệm là soát từng cái nội dung cụ thể và sẽ có cái báo cáo đề xuất cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện. Cũng tại họp báo trả lời vấn đề chi trả hỗ trợ Covid-19, nhất là gói 62.000 tỷ đồng của chính phủ, thành phố cho biết đến nay qua hai giai đoạn chi trả, thành phố đã hỗ trợ cho gần 270.000 lượt người với tổng chi phí gần 250 tỷ đồng. Có những người là không nằm trong đối tượng nhưng mà gặp khó khăn đột xuất thì chúng tôi đều giải quyết và hầu hết những người cũng cơ bản cũng đảm bảo cuộc sống trong cái thời điểm dịch để nói rằng là thành phố rất quan tâm liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đảng thành phố mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất trong đó thành phố sẽ triển khai khởi công xây dựng ba công trình chào mừng đại hội đặc biệt là công trình mở rộng công chiên APEC ngay tại khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng. Thưa quý vị, trước diễn biến dịch Covid-19 tại các nước nhập khẩu khiến cho xuất khẩu cá tra của Việt Nam gặp khó, ngành thủy sản đã tìm biện pháp thúc đẩy tiêu thụ cá tra tại thị trường nội địa. Sau 2 tháng triển khai các chương trình hành động, mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiến hành kiểm tra, trà soát chuỗi cung ứng, cũng như tình hình tiêu thụ sản phẩm cá tra tại Hà Nội. Đây là container cá tra đầu tiên đạt tiêu chuẩn xuất khẩu châu Âu, được đưa ra thị trường miền Bắc tiêu thụ. Doanh nghiệp phân phối cho biết, lô hàng này được sản xuất theo quy trình đạt những tiêu chuẩn cao nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, À, trước khi mà chuyến hàng này về thì chúng tôi đã gửi thông tin đến cho khách hàng của chúng tôi, à, chúng tôi đã gửi mẫu và gửi các cái tài liệu, giấy tờ cho các cái đối tác của chúng tôi và à, đến hiện nay thì chúng tôi nhận được cái thông tin là các đối tác rất là hào hứng để chờ đón những cái lô hàng mà cá tra và các sản phẩm từ cá tra và từ ở miền Nam từ An Giang mà chuyển về đây và hôm nay thì đã về đến nơi. Dịch Covid 19 xảy ra ở các nước nhập khẩu đã chờ đang khiến hoạt động sản xuất kinh doanh cá tra bị đình trệ. Năm tháng đầu năm, xuất khẩu chỉ đạt 456 triệu đô la Mỹ, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, ngành thủy sản đã nỗ lực thúc đẩy tiêu thụ cá tra tại thị trường nội địa. Sau 2 tháng, 3 tháng mà chúng ta tổ chức cái kết nối và giới thiệu sản phẩm cá tra phía Bắc thì hiện nay là người tiêu dùng đánh giá rất là cao. Có thể nói là ngay từ những cái chuyến hàng đầu tiên ra là đã được người tiêu dùng đón nhận, đặc biệt là các cái bếp ăn tập thể, bếp ăn công nghiệp và những cái người tiêu dùng mà À, thông qua các cái kênh bán hàng khác nhau thì đều biết và sử dụng và có thể nói là đến hôm nay sau một thời gian thì nhiều người đã sử dụng quen và nó trở thành cái món ăn thường xuyên của trong gia đình bằng chứng là khi các cái container hàng ra đến đây là chỉ trong một ngày là có thể đã xuất hết các cái lô hàng sản lượng cá tra cả nước đạt 1,5 triệu tấn một năm trong đó 95% là xuất khẩu rõ ràng thị trường trong nước đang còn bị bỏ ngỏ với những tín hiệu ban đầu cho thấy nếu có cách tiếp cận phù hợp thì gần 100 triệu dân trong nước sẽ là thị trường lớn đầy triển vọng với sản phẩm cá tra. Quý vị đã theo dõi bản tin kinh tế tài chính, tiếp tục là một số thông tin thế giới. Thưa quý vị, chính quyền thủ đô Berlin của Đức đã quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm mới cũng như thắt chặt một số quy định về tụ tập xã hội trong nỗ lực ngăn chặn và kiềm chế sự gia tăng đột biến các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh diêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong thời gian gần đây. Theo lệnh giới nghiêm mới, các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán rượu và quán bar sẽ phải đóng cửa từ 23 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Trong thời gian giới nghiêm, số người được phép tụ tập tối đa là 5 người, không phải thành viên một hộ gia đình hoặc số người thuộc hai hộ gia đình. Bên cạnh đó, quy định hạn chế số người tham gia các sự kiện và lễ kỷ niệm cũng được thắt chặt hơn. Cũng theo quy định mới của chính quyền thành phố Berlin, các trạm xăng dầu và các hiệu thuốc được phép hoạt động trong thời gian giới nghiêm. Tuy nhiên, những cơ sở kinh doanh này không được phép bán đồ uống có cồn. Nếu vi phạm, sẽ bị phạt tối thiểu là 5.000 euro, tương đương hơn 135 triệu đồng Việt Nam. Theo kế hoạch, các quy định mới bắt đầu có hiệu lực từ đêm ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương, kéo dài đến hết ngày 31 tháng 10 và sẽ được xem xét điều chỉnh lại tùy theo diễn biến của dịch bệnh. Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khu vực châu Âu, tiến sĩ Han Kluf đã kêu gọi lục địa già hành động để chống lại tình trạng chán nản mệt mỏi, được cảnh báo đang làm giảm nỗ lực của châu Âu trong cuộc chiến chống đại dịch diêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ông Kluf đã kêu gọi giới chức châu Âu lắng nghe công chúng và hợp tác với cộng đồng, tìm ra những giải pháp mới và sáng tạo để khống chế dịch bệnh, vốn đang bùng phát trở lại tại lục địa này, theo tiến sĩ Han Club, mặc dù sự chán nản mệt mỏi được thống kê bằng nhiều hình thức khác nhau cũng như mức độ khác nhau ở mỗi quốc gia, song ước tính có đến hơn 60% người dân bị tác động từ sự mệt mỏi này. Dựa trên dữ liệu khảo sát tổng hợp từ các nước trong khu vực, ông Han Club nhận định trong hơn 8 tháng qua, người dân châu Âu đã phải hy sinh quá nhiều cho nỗ lực kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Trong hoàn cảnh ấy, theo một cách tự nhiên, con người sẽ dễ dàng cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Ngày 6 tháng 10, giới chức quản lý dược phẩm châu Âu đang đánh giá những dữ liệu sơ bộ từ một loại vaccine phòng bệnh diêm đường hô hấp cấp COVID-19 do công ty BioNTech và hãng dược phẩm hàng đầu của Mỹ Pfizer phối hợp phát triển trong khuôn khổ quy trình ưu tiên nhằm đẩy nhanh quá trình cấp phép. Đây là lần thứ hai cơ quan dược phẩm châu Âu thực hiện quy trình đánh giá cuốn chiếu với một loại vaccine COVID-19. Thông thường, các công ty dược phẩm sẽ hoàn thiện các thử nghiệm và nộp hồ sơ bao gồm tất cả các kết quả thu được trước khi nộp lên cơ quan dược phẩm châu Âu đánh giá. Tuy nhiên, quy trình đánh giá cuốn chiếu có thể được áp dụng để đẩy nhanh việc đánh giá một loại thuốc hoặc vaccine tiềm năng trong tình huống y tế cộng đồng khẩn cấp. Quy trình này cho phép cơ quan dược phẩm châu Âu đánh giá các dữ liệu ngay khi được cung cấp, dù các vaccine này vẫn đang được thử nghiệm. Vaccine COVID-19 của BioNTech và Pfizer là một trong chín vắc tiềm năng đã bước vào các thử nghiệm trên người giai đoạn cuối với hàng ngàn người tham gia. Giờ rồi là bản tin kinh tế tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.